Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Huyện Lạc Thủy tăng cường công tác quản lý xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới chào đón lễ Eid al-Adha. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề. Với phương pháp trình bày mạch lạc khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh đã truyền đạt hai vấn đề cốt lõi nhất trong sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là giá trị lý luận, giá trị thực tiễn, tính khoa học và tính cách mạng của di chúc. Đánh giá những thành tựu chủ yếu của đất nước sau 50 năm thực hiện di chúc. Tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh sâu sắc trong di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Qua đó thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Để tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ. Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của di chúc, đưa việc học tập các nội dung của di chúc vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Hai là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, ngang tầm nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ then chốt, cần tập trung cao độ để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh, tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự giữ gìn Đảng trong sạch. Ba là xây dựng định hướng chiến lược mũi nhọn để tập trung phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng phải luôn gắn liền với phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển con người, với việc thực hiện các chính sách xã hội, không ngừng nâng cao dân trí, chăm lo dân sinh, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền dân chủ và làm chủ của nhân dân. Bốn là không ngừng chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cơ sở. Tuy tình hình điều kiện, xác định rõ nội dung, tạo khâu đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nội dung di chúc của người trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu trong thực hiện di chúc của Bác, nhằm tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh. Ngày 12 tháng 8, Ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, việc tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 và các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được tổ chức ở quy mô 3 cấp. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, tổ chức hội nghị sơ kết hoàn thành trong tháng 7 năm 2019, các huyện thành phố hoàn thành trong tháng 8 năm 2019 và cấp tỉnh hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng nhà nước ta. Từ đó cổ vũ động viên các cấp ngành, các địa phương, các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, yêu cầu các thành viên ban tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, phân công nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Việc khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, từ đó góp phần tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo an toàn, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản số 1234 ngày 7 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của tuần lễ phòng chống thiên tai quốc gia năm 2019 là giảm thiểu rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ban ngành và các địa phương, quy chế hoạt động phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các sở ban ngành địa phương năm 2019, không để bị động bất ngờ kể cả trong các tình huống thiên tai bất lợi. Tăng cường công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống thiên tai cho các lực lượng và người dân thông qua tập huấn, diễn tập và truyền thông. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành, hiệu lực hiệu quả các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ngành địa phương, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận các ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở ngành nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc, trên địa bàn huyện hiện có 43 trường hợp đã học xong đại học nhưng chưa được chuyển ngạch, trong đó có 11 bác sĩ, còn lại là các chức danh nghề nghiệp khác như là dân số, dược, y tế công cộng. Đáng chú ý, trong số 11 bác sĩ này, hầu hết đã được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ, có những người làm bác sĩ đã được 5 đến 6 năm nhưng đến nay vẫn chỉ được hưởng lương y sĩ. Nguyên nhân là do chưa có đợt thi nâng ngạch lương. Tình trạng này kéo dài đã gây ảnh hưởng đến tâm lý và thiệt thòi cho các y bác sĩ. Tình trạng nhiều bác sĩ hưởng lương y sĩ ở huyện Đà Bắc là thực trạng đang xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Thiết nghĩ, ngành nội vụ và y tế tỉnh Hòa Bình cần có những giải pháp để tạo điều kiện cho các bác sĩ thi nâng ngạch, từ đó giúp cho các bác sĩ yên tâm công tác, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ bác sĩ trên địa bàn tỉnh đang thiếu. Và để đào tạo một bác sĩ về vùng cao công tác là điều không hề dễ dàng. Ngày 12 tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn cho 35 học viên là cán bộ, nhân viên các đơn vị quản lý lữ hành, các hộ gia đình, hợp tác xã đang kinh doanh du lịch, cán bộ phụ trách lĩnh vực du lịch, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện Cao Phong. Trong 6 ngày, các học viên được trao đổi, nghiên cứu các chuyên đề như tổng quan về du lịch, tâm lý khách du lịch và kỹ năng giao tiếp, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, thực hành nghiệp vụ lễ tân, lưu trú và phục vụ ăn uống. Thông qua lớp tập huấn nhằm tiếp cận các phương pháp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch, nâng cao tính chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các sản phẩm thương hiệu của địa phương, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
Giai đoạn 2014-2019, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Lạc Sơn đã đầu tư xây dựng 235 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 126 tỷ đồng, trong đó gồm các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, giao thông và nhiều công trình dân sinh khác. Các công trình được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt tạo điều kiện cho người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người huyện Lạc Sơn đạt 36 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 20%. Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm các huyện thành phố Hòa Bình đã tổ chức tuyên truyền cho trên 88.900 lượt người, phát trên 6.100 tờ lịch và quạt tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng đến các xóm hộ dân, đặc biệt duy trì hoạt động của 1.835 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở xóm bản. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các khu rừng trọng điểm, vùng giáp danh thường xảy ra phá rừng khai thác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngay tại cơ sở, cập nhật thông tin dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm để thông báo đến các xã, xóm và chủ rừng kịp thời. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, huyện Lạc Thủy tăng cường công tác quản lý xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Công tác chuẩn bị cho hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, thời gian qua, đội quản lý thị trường số 8 huyện Lạc Thủy đã tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn, góp phần ổn định thị trường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trên địa bàn huyện Lạc Thủy hiện có 12 cửa hàng đại lý xăng dầu, 22 cửa hàng đại lý ga. Là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, để các cửa hàng đại lý kinh doanh xăng dầu, ga, kinh doanh lành mạnh và phát triển, đảm bảo nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng trên địa bàn. Thời gian qua, cùng với việc thắt chặt các điều kiện kinh doanh, đội quản lý thị trường số 8 huyện Lạc Thủy đã tăng cường kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật, điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng đại lý xăng dầu, ga trên địa bàn toàn huyện. Được tập huấn và được đôn đốc, thế này là cửa hàng rất là yên tâm để nhắc nhở về những cái biện pháp để về an toàn cháy nổ. Cửa hàng rất lưu ý về cái nơi sản xuất và có những cái cửa hàng luôn luôn đôn đốc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho khách hàng để làm sao để đảm bảo cho khách hàng có cái sự yên tâm. Từ đầu năm 2019 đến nay, đội quản lý thị trường số 8 huyện Lạc Thủy đã kiểm tra 12 cửa hàng đại lý xăng dầu, ga, qua đó đã xử lý vi phạm hành chính 5 vụ, tổng số tiền phạt gần 20 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu không ghi tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không rõ ràng. Đối với mặt hàng ga không thực hiện niêm yết giá theo quy định. Thông qua việc kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh trật tự trong kinh doanh, cung cấp hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng, tránh gian lận, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, đội quản lý thị trường số 8 huyện Lạc Thủy còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu, ga, các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí, quy định xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí. Qua đó giúp các chủ cơ sở kinh doanh nắm được và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, 100% cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu, ga trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thương mại. Thì cái kinh doanh có điều kiện gồm có ga và xăng dầu là chúng tôi luôn luôn chú trọng và quan tâm đến các cái cửa hàng và luôn luôn cập nhật những chính sách mới về pháp luật cũng như là cái tiêu dùng và giá để đảm bảo cho khách hàng cũng như là bà con trên địa bàn được hưởng một cái quyền lợi là đúng, đủ và đảm bảo chất lượng. Nhờ tăng cường hoạt động quản lý kinh doanh, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng của lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh nói chung, huyện Lạc Thủy nói riêng, tình hình kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, ga trên địa bàn được ổn định, quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình, hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019 sẽ chính thức khai mạc.
Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho hội thi đã sẵn sàng với tinh thần quyết tâm cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày sắp diễn ra khai mạc hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Các diễn viên đội tuyên truyền lưu động của đoàn Hòa Bình đang tích cực tập luyện những nội dung tham gia hội thi. Bằng tình cảm thiêng liêng với biển đảo Tổ quốc, đội tuyên truyền lưu động của đoàn Hòa Bình đã chuẩn bị nội dung phong phú, giản dựng công phu, có tính nghệ thuật cao và đảm bảo cung cấp nhiều thông tin tuyên truyền, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo. Chủ đề phần thi hướng tới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, khuyến khích sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền lưu động về biển đảo, thu hút được sự quan tâm của người dân. Thì chúng tôi đang rất là cố gắng để tập luyện tham gia cái hội thi lần này. Đây cũng là một trong những cái dịp không chỉ là để tham gia thi tìm hiểu mà chúng tôi sẽ còn có cơ hội để được giao lưu với các đoàn bạn để tuyên truyền về công tác bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Hiện tại đối với đoàn Hòa Bình thì về tinh thần rất là cố gắng và anh em đều rất là nhiệt tình để tập luyện làm sao đạt kết quả tốt nhất cho các hoạt động của đoàn và cũng đang chờ đón các đoàn lân cận và các tỉnh miền núi phía Bắc để về tham gia hội thi lần này. Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019 diễn ra tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019 với 4 phần thi. Thi các đội tuyên truyền lưu động, thi trưng bày triển lãm ảnh, thi xe tuyên truyền cổ động và thi phát thanh viên cơ sở. Với sự tham gia của 14 tỉnh gồm Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Hiện nay, ban tổ chức địa phương tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho hội thi. Với chức trách nhiệm vụ được giao thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban tỉnh ban hành cái quyết định thành lập ban tổ chức địa phương và ban hành cái kế hoạch để mà triển khai thực hiện. Trong đó thì phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo các sở ngành để mà thực hiện cái nhiệm vụ này. Đến nay thì những cái phần việc như là chuẩn bị về cơ sở vật chất, về địa điểm tổ chức hội thi, về địa điểm của về cái lộ trình cho cái đoàn diễu hành cũng như là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cái đoàn, cho ban tổ chức và các đoàn thì cũng đã được hoàn tất. Với sự chuẩn bị tốt mọi điều kiện và các nội dung thi, tin tưởng rằng hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019 tổ chức tại tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra thành công. Thông qua hội thi, với quyết tâm giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, công tác tuyên truyền về biển đảo của các địa phương sẽ ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 12 tháng 8, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch sẽ loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Sung Jong-mo cho biết Nhật Bản sẽ được đặt vào đối tượng cần kiểm soát nghiêm ngặt hơn các mặt hàng xuất khẩu. Theo kế hoạch trên, Nhật Bản sẽ bị loại khỏi danh sách 29 đối tác thương mại tin cậy. Các công ty sẽ phải đệ trình thêm giấy tờ nếu muốn xuất khẩu các mặt hàng sang Nhật Bản và quá trình sàng lọc dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thực thi nội dung sửa đổi này trong tháng 9 sau khi hoàn tất quy trình đăng công báo, thu thập ý kiến và các khâu thẩm định liên quan. Bộ trưởng Sung Jong-mo cho biết trong quá trình thu thập ý kiến, Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận nếu có đề nghị từ Nhật Bản. Trước đó, ngày 2 tháng 8 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng các nước được hưởng quy chế ưu đãi thương mại. Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Guatemala vừa được công bố, ứng cử viên Alejandro Yamastegui đang giành được nhiều phiếu ủng hộ hơn so với đối thủ phe cánh tả là bà Sandra Torres. Với 3/5 số phiếu được kiểm, ông Yamastegui giành được hơn 58% phiếu ủng hộ, trong khi bà Torres chỉ giành được hơn 41%. Tổng thống tiếp theo của Guatemala có thể sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn sau khi nhậm chức vào tháng 1. Guatemala đã ký một thỏa thuận không phổ biến với Mỹ trong việc ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Guatemala không đồng ý. Vì vậy, theo thỏa thuận, Guatemala đã trở thành điểm đến cho người di cư, bất chấp tình trạng nghèo đói và bạo lực vẫn đang diễn ra ở quốc gia Trung Mỹ này. Cả hai ứng cử viên Yamastegui và Torres đều chỉ trích thỏa thuận này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra phương pháp để chấm dứt thỏa thuận.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết Nhật Bản và Mỹ sẽ duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ sau những vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những vụ phóng tên lửa tầm ngắn đều có thể chấp nhận. Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong đó, ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ ngừng các vụ phóng khi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung. Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề của Mỹ đã giải thích về các vụ phóng gần đây của Bình Nhưỡng. Quan chức này cho rằng ngay cả Tổng thống Mỹ cũng đã công nhận quyền tự vệ của một quốc gia có chủ quyền. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý hợp tác để khiến Triều Tiên hủy bỏ tất cả các loại tên lửa đạn đạo. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không có bất đồng nào giữa Nhật Bản và Mỹ khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã đạt được đồng thuận trong cuộc họp gần đây. Lực lượng ly khai ở Yemen vừa giành quyền kiểm soát dinh tổng thống và một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Aden sau 4 ngày giao tranh. Lực lượng ly khai ở miền nam Yemen đã tách khỏi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm ủng hộ chính phủ bị lật đổ của Tổng thống Abrabu Mansour Hadi. Lực lượng này đang giao tranh với phiến quân Houthi có liên kết với Iran. Chính quyền của Tổng thống Hadi đã chỉ trích việc tách rời này, đồng thời cho rằng đây là một cuộc đảo chính. Ả Rập Xê Út đang kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Khoảng 16 triệu người, tương đương một nửa dân số Yemen, đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Đã xuất hiện những lo ngại rằng sự rạn nứt của liên minh ủng hộ chính phủ có thể khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm trầm trọng. Ngày 11 tháng 8, gần 2 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã đón chào lễ Eid al-Adha. Đây là dịp lễ quan trọng thứ hai trong năm theo lịch của người Hồi giáo. Lễ Eid al-Adha được tổ chức nhằm tôn vinh và tưởng nhớ nhà tiên tri Ibrahim với mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Tại Ả Rập Xê Út, gần 2,5 triệu người hành hương đã cùng ném đá vào cột tượng trưng cho ác quỷ ở Mina. Ả Rập Xê Út cho biết gần 2 triệu tín đồ Hồi giáo đến từ hơn 160 quốc gia khác nhau đã tham gia lễ hành hương Haji. Haji là một trong những dịp để tập trung người Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Ả Rập Xê Út đã tăng cường dịch vụ y tế, xe buýt và các bữa ăn phục vụ khách dọc theo các tuyến đường diễn ra lễ hành hương Haji. Tại Ấn Độ, hàng nghìn người Hồi giáo đã cùng nhau cầu nguyện trong dịp lễ Eid al-Adha tại nhà thờ Jama Masjid, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Ấn Độ. Tuy nhiên, đối với nhiều tín đồ Hồi giáo, dịp lễ năm nay có những buồn vui lẫn lộn. Tại Syria, những cuộc xung đột và các lệnh trừng phạt do châu Âu và Bắc Mỹ áp đặt khiến nhiều người không đủ điều kiện để tổ chức lễ Eid al-Adha một cách đầy đủ. Trong khi đó, tại Jerusalem, cảnh sát Israel và các tín đồ Hồi giáo người Palestine đã đụng độ tại đền Al-Aqsa. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.